Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sto, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay video của mình là các tip trong là bài kiểm tra. Hãy đón xem video của mình nhé. Trong một bài kiểm tra thì nó sẽ có phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thi trắc nghiệm trước. Thì phần thi trắc nghiệm thì nó sẽ có môn tự nhiên và những môn xã hội. Thì những môn xã hội là những môn các bạn phải ghi nhớ này, học thuộc lòng bài này. Chỉ cần các bạn áp dụng là các bạn có thể làm tốt rồi. Còn những môn tự nhiên thì những môn toán lý hóa sinh ấy, thì các công thức là chính là ngôi sao hy vọng, nó như là sao băng chiếu cố cho các bạn để giúp cho các bạn tính toán nhanh hơn ở các câu trả lời trắc nghiệm ấy. Và mình rất thích học các môn tự nhiên, mình thề luôn ấy. Và đây là những cái công thức mà mình lấy ví dụ cho các bạn thấy nhá. Sau khi học bài hôm đó xong, có rất là nhiều công thức thì các bạn nên về xem và học chuyển đổi công thức. Bởi vì trong bài nó không bắt tìm số A mà nó bắt tìm số B trong công thức đó. Thì các bạn chuyển đổi công thức quen dần ấy, thì khi mà các bạn làm bài thì các bạn dễ áp dụng công thức nhanh luôn. Và mình thấy trend trên TikTok ấy, nó có cái trend phép thuật Win Atlantic đấy các bạn. Thì các bạn áp dụng trong bài học của các bạn cũng áp dụng phép thuật luôn. Đấy, khi mà các bạn chuyển đổi công thức quen rồi ấy, thì các bạn áp dụng vào luôn. Với những môn có công thức thì các bạn hãy nắm vững công thức và định nghĩa của cái bài mà các bạn đã học nhé. Cái thứ hai là cách biến đổi công thức. Và mình mong là các bạn khi mà các bạn có công thức rồi, hãy về học cách biến đổi công thức nhé. Hầu hết thì trong lúc mà các bạn làm trắc nghiệm ấy, các bạn sẽ chọn những câu dễ làm trước và câu khó làm sau, đúng không? Ngày trước mình cũng vậy, mình luôn luôn chọn những câu bây giờ câu này dễ quá làm trước đi, mấy câu khó làm sau cũng được, mình chuyên đời như vậy luôn ấy. Nhưng mà sau này ấy, thì khi mà làm bài thì cô khóa của mình ấy có khuyên mình rằng là trong quá trình làm bài thì nên làm từ trên xuống phía dưới, bởi vì rất là dễ sót câu. Trong khi làm bài trắc nghiệm ấy, thì các bạn nhớ là canh thời gian một cách cẩn thận nhé. Bởi vì hầu hết thì các bạn làm trắc nghiệm xong không đủ thời gian để làm những câu còn lại ấy. Hãy nhớ canh thời gian của mỗi câu nhé. Hồi trước khi mà làm bài ấy, thì mình sẽ làm từ trên xuống phía dưới. Thay vì làm câu dễ làm trước, câu khó và làm sau, thì những cái câu dễ mình làm xong rồi ấy, mình đã đánh vào cái tờ trắc nghiệm ấy, thì mình sẽ đánh dấu đằng trước cái câu đến trên tờ đề. Tiếp theo đó là những cái câu mà mình phân vân ấy, mình sẽ đốt lại đằng trước. Còn những cái câu mà chưa làm xong ấy, thì mình sẽ để đó không đánh dấu gì hết mà quay lại làm bài sau. Vì sau khi mà làm xong ấy, thì các bạn check lại tất cả các câu nhé. Bởi vì hay bị khoanh lộn lắm, check lại toàn bộ những cái câu trắc nghiệm mà các bạn đã làm. Và một lưu ý nhỏ nữa khi mà các bạn làm những câu trắc nghiệm, đấy là những cái câu hỏi có hoặc không, không có, không phải. Và ngày trước ấy, mình rất là dễ bị lừa những câu hỏi này. Mỗi lần vừa qua câu hỏi này mình thấy ôi giời ơi câu này đúng không, khoanh vào cuối cùng sai các bạn. Nên một lưu ý nữa cho các bạn là hãy đọc kỹ câu hỏi, cẩn thận là bị lừa ấy. Và đây là cú lừa đau lòng nhất và đó là chấn động lịch sử của mình. Đây là những cái câu dễ mình tưởng là mình sẽ làm đúng, nhưng ai sẽ nó làm sai, mình thấy đau lòng kinh khủng luôn. Nên là các bạn hãy cố gắng cẩn thận ở những cái câu hỏi có hoặc không. Và cái tờ đề cương của các bạn với cái tờ đề thi của các bạn hoặc là những cái câu hỏi ở trong sách của bạn sẽ khiến các bạn bị lừa ấy. Ví dụ như là trong câu đề cương của các bạn hoặc là trong sách của các bạn nó ra một câu hỏi y chang như vậy, nhưng mà nó đổi lại có hoặc là không có phía dưới, thì các bạn sẽ nhìn lướt qua cái đề xong rồi các bạn chọn câu hỏi phía dưới. Thế là dẫn đến bị sai ấy. Đó là lý do tại sao dễ mà bị sai. Phần thứ hai đó là phần thi tự luận. Và dù là tự luận của môn tự nhiên hay là môn xã hội thì cũng là cái phần mà mình thích nhất. Lý do tại vì sao? Lý do duy nhất là mình làm tự luận điểm cao hơn trắc nghiệm. Dù là điểm trắc nghiệm của mình không tệ nhưng mà tự luận thì ok hơn. Mình đang lấy một ví dụ của một bài thi có phần trắc nghiệm là 5 điểm và phần tự luận là 5 điểm. Và mình lấy là 31 trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Quyền trợ giúp như thế nào thì là các bạn lựa chọn như vậy. Các bạn lựa chọn cái câu như quyền trợ giúp của các bạn vậy. Mình nói đùa vậy thôi, bây giờ quay lại nhá. Thì những cái câu ở trong đề thi ấy, cái câu nào mà mình đã chắc chắn rồi và chắc chắn lấy toàn bộ điểm luôn, mình không quan trọng là dễ hay khó, ít điểm hay nhiều điểm, mình sẽ làm câu đó đầu tiên. Lý do tại vì sao? Bởi vì khi mà mình làm những câu đấy, mình đã chắc chắn rồi, mình làm rất là nhanh luôn và để thời gian để làm những cái câu sau. Không biết các bạn như thế nào, mình
sẽ chọn những câu đấy làm trước ấy. Và cái thứ hai của mình sẽ chọn những cái câu mà nhiều điểm nhất ở trong cái phần tự luận để làm tiếp theo. Nếu như cái câu trước của các bạn là câu nhiều điểm nhất thì các bạn làm từ từ những cái câu mà từ dễ đến khó tùy theo các bạn thôi. Còn mình sẽ chọn những cái câu mình chắc chắn để làm trước, sau đó mình lấy cái câu nhiều điểm tiếp theo để mình làm, để mình đảm bảo rằng điểm của mình ở điểm khá. Và cái câu còn lại là cái câu hầu hết là câu hỏi mở thì các bạn có thể làm cuối cùng rồi, đúng không? Hầu hết thì các bạn đều làm như vậy mà. Ai cũng biết hết điều này rồi đúng không? Mình chỉ làm lại video thôi. Tiếp theo đấy là những cái câu mà câu hỏi mở ấy. Thực ra thì những câu hỏi mở là những câu hỏi mà ăn tối ngày mình phải suy nghĩ ra những cái câu mà để trả lời được cái câu hỏi này. Và không biết là trả lời xong thì không biết là có đúng hay không, mà lúc nào bọn mình cũng chém gió nói tất cả mọi thứ bọn mình biết về cái câu hỏi đó. Môn tự nhiên là những cái môn mà cần tư duy và logic nhiều. Thì hầu hết thì trong cái bài đó, các bài tự luận ấy, các bạn làm xong thì các bạn logic lại tất cả các câu thì các bạn có thể tìm ra đáp án thôi. Hầu hết những cái câu hỏi này ấy, các bạn nghĩ là nó khó, nhưng mà khi mà các bạn tìm ra rồi ấy, thì nó chính là cái câu dễ nhất ấy. Còn môn xã hội thì hãy ghi ý chính thôi mấy cái câu mà hỏi mở ấy. Nhiều lúc ấy, chúng ta ghi tràn gian đại hải ra, nhưng mà hãy ghi những cái ý chính thôi nhé. Bởi vì chấm theo thang điểm mà, chỉ chấm ý chính thôi. Dành ít thời gian để nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nhớ like, subscribe và share để ủng hộ channel của mình nhé. Yêu tất cả mọi người.